Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Chiều. Số điện thoại của cửa hàng có kết nối với Zalo là 0343 868186, thì số điện thoại em có để ở góc trên màn hình nha mọi người. Trước khi vào video, cũng như thường lệ, em kính chúc mọi người có một buổi chiều tối vui vẻ nha. Địa chỉ của cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân Cuhê Ca Đắk Lắk. Anh em nào ở gần có thể tới trực tiếp cửa hàng để xe máy ủng hộ dùm chúng em nha. Em cảm ơn ạ. Cái hình thức mua bán cửa hàng thì ship toàn quốc nha mọi người. Anh em ưng em máy nào thì chốt cọc em 200 ngàn, bên em buôn bán có nhận cọc nha. Rồi cho em xin số điện thoại và địa chỉ, em gửi máy đi cho mọi người nha mọi người. Mấy cái dòng máy em báo trên video thì đã bao gồm cả phí vận chuyển cho mình rồi. Em có báo giá công khai và quay chi tiết máy trên video nha mọi người. Anh em có báo giá công khai nè, tặng kèm cho mình 3 món phụ kiện đi kèm, cái đó là giá đã bao ship rồi nha. Thì mấy cái con máy em đăng lên đây 100% là máy 2 thì nha mọi người. Nên chủ yếu là vấn đề xăng nhớt á, anh em pha sử dụng mấy cái dòng nhớt chất lượng tốt á, thì sử dụng mấy cái con máy mình nó đỡ tránh tình trạng hư hỏng vặt không đáng có nha. Thì bên em cũng có phong phối mấy cái dòng nhớt này đã kiểm định rồi, cũng có bán ở địa phương nhiều, cũng có xì lẻ cho anh em. Anh em nào muốn mua máy có cả nhớt thì cứ liên hệ cửa hàng em nha mọi người, sẽ có giá hợp lý cho mình. Rồi vào chủ đề chính á, con số 1 nha mọi người. Con số 1 thì là con thuộc dòng Echo nha. Cái con này là Echo Nhật. Cái con này là GC35A nè. Ngoại hình của con máy thì cực kỳ xuất sắc luôn nha. Ngoại hình rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Con này thì 35cc, cho anh em lấy về sử dụng gia đình nha. Mấy cái con này chuyên sử dụng gia đình, công suất 35cc cũng khá là cao. Anh em sử dụng gia đình mấy cái con này cực kỳ ok luôn. Con này khóa sinh hoạt động ok cho mình nè. Đằng trước là để nhớt bôi trơn làm xích nha mọi người, đằng sau là chỗ để nhiên liệu xăng pha nhớt. Công tắc nó thì nằm ngay đây, xuống là tắt nè, lên là mở. E gió là e tự động nha, nó nằm bên này mọi người. E gió e tự động nằm bên này. Có tích hợp nấm bố bơm xăng cho mình nằm bên hông. Con này đặc biệt cho mình là nó có tích hợp cho mình cái mặt giật trợ lực lớn nha mọi người. Mặt giật trợ lực lớn thì quá trình khởi động máy, hoặc là mấy bác lớn tuổi mà muốn sử dụng mấy cái con máy công suất nó cũng ok, sử dụng chuyên gia đình, cắt tỉa vườn, dọn vườn trong nhà đồ đó, sử dụng mấy cái con này thì có mặt giật trợ lực lớn, quá trình khởi động nó nhẹ nhàng hơn. Với đa phần mấy cái con trợ lực lớn thì mình giật nó sẽ nhảy nổ hơn nha. Con này thì tăng sên trên lam luôn nha mọi người. Đây lam của nó đẹp như mới luôn. Đang chạy chân sên 91 riêng nguyên bản theo máy nha. Con này mặt cắt 40 độ lại nè, mặt cắt dưới 40 nha. Mặt cắt dưới 40 thì cũng khá là dài. Trọng lượng của con máy có cả tính luôn lam sên đồ vô là nằm khoảng cỡ 4,5 kg nha. Cũng khá là nhẹ cho anh em về sử dụng gia đình. Em qua phần tiếng nổ con máy nha mọi người. Con số 1 nha, Echo GC35A. Con này cửa hàng em để cho mình mức giá là 2,8 triệu, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm cho mình nha mọi người. Con số 1, con máy quá đẹp nha. Qua con số 2 mọi người. Con số 2 là con tới từ thương hiệu của thằng Sitting nha. Con này là MS170C. 170C nó khác với 170 là nó có mặt giật trợ lực lớn nè mọi người. Hàng này là hàng Nhật Bản nữa. Chất lượng máy nó thì anh em khỏi phải bàn nha. Công tắc kép của thằng Sitting nè. Sử dụng hai ốc xích lam mọi người. Đó, ngoại hình khá là đẹp nha. Khóa sên hoạt động ok cho mình. Con này thì nòng nó khoảng 37 ly, công suất hơn 30cc, phù hợp cho anh em sử dụng gia đình. Được cái hơn 30cc nhưng mà cái dòng Sitting này chạy rất là sướng, rất là bốc nha mọi người. Đồ phụ tùng thay thế thì cũng dễ dàng nữa. Con này thì đang chạy chân sên 91, chân nhỏ nha. Mặt cắt nó 26 đổ lại nha mọi người. Mặt cắt 26 đổ lại, trên nguyên bản theo máy. Rồi, tổng trọng lượng của con máy có cả luôn lam sên đồ vô là nằm khoảng cỡ gần 5 kg nha. Trọng lượng nó hơi nhỉnh hơn, chạy nó sẽ bốc hơn. Đằng sau là chỗ để nhiên liệu xăng pha nhớt, và đằng trước là nhớt bôi trơn làm xích cho mình nha.
em qua phần tiếng nổ của máy luôn. Con số 2 nha mọi người, Citin MS170C, hàng Nhật Bãi. Thì 30 công suất hơn 30cc, con này thuộc dòng chuyên sử dụng gia đình cho mọi người nha. Con số 2 này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 3.300.000 nha, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Qua con số 3 mọi người. Con số 3 thì cái con này là MS171C nha. 171C là đời sau này của thằng 170 nha mọi người. 171C. Con này thì nòng nó khoảng 38 ly, công suất thì gần 32cc, nó sẽ khỏe hơn con 170C kia nha. Con này vẫn có tích hợp mặt giật trợ lực lớn cho mình, giật quá trình khởi động máy nó dễ dàng hơn nha. Đằng sau là chỗ để nhiên liệu xăng pha nhớt, đằng trước là nhớt bô trơn lam xích. Con này thì vẫn sử dụng công tắc kép của thằng Citin bình thường mọi người. Con này thì sử dụng ốp lam xoay nha, ốp lam xoay tăng sên ở trên ốp lam. Đi với nó khóa sên hoạt động ok nè. Đi với nó là cây lam theo máy nha mọi người, đang chạy chân sên 91 chân nhỏ nha. Mặt cắt của con máy là nằm khoảng cỡ 30 đổ lại nha mọi người, 30 đổ lại thì phụ vẫn công suất 32cc. Khoảng 32cc, gần 32cc thì cho anh em chuyên sử dụng gia đình thôi nha. Còn đi khai thác thì sẽ có mấy cái con công suất nó cao hơn nha mọi người. Con này thì khi đi em sẽ để cho mình sợi sên mới vô, anh em về chỉ việc sử dụng thôi. Rồi, tổng trọng lượng của con máy có cả luôn lam sên vô nằm khoảng trên 5kg nha. Trên 5kg. Em qua phần tiếng nổ của máy luôn nha mọi người. Con số 3 nha, con số 3 tới từ thương hiệu của thằng Citin MS171C thì vẫn là hàng Nhật Bãi nha mọi người. Con này thì cửa hàng em để cho mình mức giá là 3.400.000 nha, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Bộ máy màu sắc cũng khá là đẹp nha, khá là đẹp, vẫn còn tươi nha mọi người. Qua con số 4, anh em nào muốn đi khai thác cường độ cao, sử dụng từ sáng tới chiều, sử dụng thời gian dài đi khai thác, cắt cũng khai thác tầm trung thì sử dụng qua mấy con này nha mọi người. Một con máy tới từ thương hiệu của thằng Citin 024AV Super nha. 024AV Super thì nó sẽ cao cấp hơn cái thằng 024 nha mọi người. Công suất nó sẽ nhỉnh hơn, nó tới 44.3cc. Còn thằng 024 thường hoặc là 024AV là nó chỉ có 42cc thôi nha. Con này 44.3cc, công suất cũng khá ok cho anh em đi khai thác. Con này thì lóc nhôm nha, anh em lấy về để đi khai thác thì mấy cái dòng lóc nhôm này nó sẽ tránh tình trạng gọi là chảy hoặc là cháy khi anh em sử dụng ở cường độ cao nha. Còn anh em sử dụng gia đình thì mấy cái con lóc nhựa của thằng Bãi nó vẫn ok nha mọi người, vẫn rất là tốt. Còn anh em nào muốn đi khai thác chuyên nghiệp thì sử dụng mấy cái dòng lốc nhôm này, nó sẽ đạt hiệu quả hơn cho mình nha. Con này thì sử dụng một ốc xiết lam mọi người, thì về nguyên riêng nguyên bản nha, nó vẫn là hai chân nhưng mà nó chỉ xiết một ốc, vẫn hai chân giữ lam nha. Anh em nào muốn lên hai ốc xiết lam luôn thì cứ nói em sẽ lên cái đó, đơn giản mọi người. Đồ thì nguyên riêng nguyên bản cho mình rồi, 44.3cc phù hợp cho anh em khai thác chuyên nghiệp, khai thác tầm trung chuyên nghiệp.
Đi với nó là cây lam riêng nguyên bản theo máy. Mặt cắt của nó khoảng 40 đổ lại nha. Đang chạy chân sên 325. Khóa sên hoạt động ok cho mình. Tổng trọng lượng của con máy có cả luôn lam sên đồ vô nằm khoảng cỡ gần 6 kg. Cho nè. Rồi, em qua phần tiếng nổ của máy luôn nha mọi người. Con số 4 nha, con này là shipping 024 AV Super 44,3cc. Cho anh em lấy về đi khai thác tầm trung, khai thác chuyên nghiệp, cường độ cao. Con này thì cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 5,5 triệu, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm nha. Rồi thì ngày hôm nay em lên cho mọi người 4 con máy cưa thuộc hàng bãi hết nha mọi người, hàng bãi hết. Anh em ưng máy nào phù hợp với mục đích sử dụng của mình, có thể gọi điện số điện thoại trực tiếp em có để góc trên màn hình để ủng hộ cửa hàng em nha. Em cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ cửa hàng em ạ. Anh em thấy hay thì cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nha mọi người, để em lên máy anh em có thể xem được những video sớm nhất. Nhớ bật chuông thông báo nha. Rồi em cảm ơn ạ. Hẹn mọi người video tiếp theo. Chào mọi người ạ.